Chẳng gì là hai anh em vừa đi qua nhà cửa hàng mua được mấy cái bát này ai cần mua đồ ăn ấy cho đem đưa về ở sắp luôn nha mọi người, chứ không cần kiểu gì không cần cái bát này nữa. Bạn nói sao pegao bem tá quente poder na posição na mesa para meter ah o picante falta desculpa é três pratos né três tigelas certo ok hello tchau các bạn nha ok hello chào các bạn tên gì ok chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog cuộc sống ở châu Phi. Hiện tại hai vợ chồng ở ngoài chờ bán hàng nha mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem hôm nay nấu món gì đấy. Phui cũng ngày mốt cũng nấu phui đấy, một nuôi phui đấy. Và hôm nay món thịt bò sáu đu đủ và thịt bò lên đồ cũng ộp rồi, đổ thêm một cái rau án nữa cũng đầu đá xong rồi, và có thêm ở đâu cũng như là ngày mốt cũng nấu đâu nữa. Và cơm nha, một nuôi cơm và có thêm bắp cải, vỏ đang cắt bắp cải nha mọi người. Đấy. Và đu đủ vừa lên đồ cắt xong rồi và cắt như này đã xong rồi. Đấy, đây là hành nhá, vừa cắt rồi. Thì có thêm trứng rán nhá mọi người, trứng rán đấy. Lên đồ mua trứng đi thôi. Và hôm qua khác cũng trả lại cái bát của mình đấy. Và chẳng gì là hai anh em vừa đi qua nhà cửa hàng mua được mấy cái bát này ai cần mua đồ ăn ấy cho đem đưa về ở sắp luôn nha mọi người, chứ không cần kiểu gì không cần cái bát này nữa. Ok thì giới thiệu theo ngoài nha mọi người, có em Pinu nha, em Pinu em cameraman đấy, cầu mía và có thêm vừa đem đi cái máy xay nước mía nữa. Và ok thì bây giờ là chỉ có sau thôi, sau thịt nha mọi người và đủ rồi, vừa bỏ thêm than cũng được rồi. Chào của mình cũng sạch, vừa sạch sẽ rồi. Bây giờ là cái nấu thôi, lại nấu thôi, đổ rau vào đấy, như này một tí thôi nhé các bạn nhé, để rau nóng đã, để cho rau ăn nóng bật xong đó, sau đó mình đổ cả thịt vào. Đổ cả thịt vào xong là mình cái đào thôi, cái đào khi mà gần chín nữa là mình cũng bỏ thêm mà đu đủ nha mọi người, sáu có tí là chín là được đấy. Rồi nóng rồi, thơm lắm các bạn ạ, gia vị ụp, gia vị cả nước mắm mì chín các kiểu đó, gia vị của Việt Nam đã đủ rồi. Ok thì mình cái đầu thôi, mình cái đầu như thế này, đầu lên đầu đây như thế này, khi mà gần chín là đổ thêm mà đủ nha cả nhà mình ơi. Quả thơm hay, thơm lắm thật đấy. Vừa bán hàng nấu, vừa nấu ăn bán hàng và vừa hát nấu mày cứ món Việt Nam nha mọi người. Có gì có món gì là Lindo chưa biết, các bạn comment cho để cho Lindo biết nha mọi người. Đấy, các bạn thấy chưa? Quá thơm. Thơm quá thơm.
thịt bò chín rồi mọi người ơi, thì bây giờ là sẽ Lindo sẽ đổ đu đủ vào nha mọi người. Thứ nữa là đổ thêm bò, đổ thêm hành sau nha mọi người, là hành bỏ sau nhá. Đấy, ok như này. Quá thơm lắm. Mang, podemos ser arroz, né? Dois pratos. Sim. Ok. Hai anh vừa đang ở ngoài kia, ở ngoài nào bắp cải. Thì bắp cải chưa chín nhá mọi người. Có hai anh này mời vào không ăn bắp cải nhá mọi người. Không ăn bắp cải chứ có. Bạn cho hai anh. Desculpa. Ok. Bom apetite. Quanto? 500 kwanzas. Podemos servir, cota? Sim. Essa é carne de vaca? Carne de vaca? Sim. O repolho já está mais dadilha. Ok. Mano, vamos servir? Fons ou arroz? Amanda, vamos servir o quê? Ainda, ainda, aqui na troca do som. Yeah, yeah, ainda não temos moeda. Vamos servir o fons ou o quê? Três pratos. Três pratos. Para levar? Yeah, Marília, já viu pratos para levar? Tigela para levar, né? Sim. Então, vou servir já. É, vamos lá, pô. Mas que bate na minha mãe, né? Ai cần ai mua cần đem đưa về thoải mái. Sí. Fons. Como? Aí. Dạ, desculpa. Sí. Não precisa tampar. Sí. Mano, tem cadeira? Sim. 500. É garfo, sim. Okay. É quente, pode sentar. Sim? Quanto você quer assim, mano, na farmácia? Me dá para aquela figura. Pode sentar, papai. É fungo, a moça. Já, é nessa. Ela vai levar? Sim. Ainda primeiro, deixa eu trazer esse prato. Ainda está aqui, já está cheio. Já. Está bem. Ok. Nina, ainda mais. Isso. Está metendo a sogra? Já. Você sabe o que é, papá? Isso. É coca, tia, nha, lua, nha, mãe. De 500, 500. Já. Quantos pratos? Um prato. Os manos vão servir o quê? É de vaca. Vou servir? Amanda, vamos servir fungo ou arroz? Essa feijão é feijão com carne. Arroz, né? Vai comer aqui? Não tem. Ah, okay. Tem repolho, mas ainda não está bem pronto. Sim? Um prato só. Tá bem.
Vamos pegar o... É uma cena também. Está um pouquinho quente. Vamos pegar o garfo. O esfrego comeu o próprio papá? Já. Tá bem. Essa aqui não precisa devolver mais. Yeah. Certo. Tá bem. Agora, a Amanda vai levar, né? Isso. Eu vou levar. Já. Está quente. Já, já. Já, ainda não pagou, mãe? Oxe, o prato está bem quente. Isso. Quente? Certo. Obrigado. Tá. Dois pratos de arroz já com... E o último? Yeah, é dois pratos, né? Sim, o outro é o outro. Ah, deixa eu servir o arroz. Change. Eu tenho garfo, já? Não vou jogar change. Ai, tia, mãe do cá, ai, ngày mau cung vào mua nha mọi người. É, thì bây giờ là mình chuẩn mực cho ai này nha mọi người. Tá bem. Obrigado. Sim. Nóng hay. Nóng ngon hay. Vừa nóng, đấy, ăn ngon, nóng, mình ăn ngon, đấy. Ta về. Yeah. Sao? Sim. Mano, é só pegar bem, tá quente. Poder ainda pôr na mesa pra meter. Ah, o picante falta. Desculpa. É. Três pratos, né? Sim. Três tigelas, certo. Três tigelas. Os manos de três pratos já pagaram, já, mãe? Sim. De três tigelas já pagaram? Sim. Se você tem carne de vaca, é repolho, feijão. Cessa? Cessa, desculpa. Corta, já. Agora, temos ovos à parte. Quem quer com ovo, uma metadinha, 60. Assim é 60, paga já. Tudo com ovo é 60. Agora, yeah, as coisas, meu irmão, muito obrigado, mano. Certo, as coisas hoje em dia, yeah. Não, as coisas mesmo, tá, certo, pararam mesmo do preço. Yeah, com ovo, vai ovo? Com ovo é 600. 500 é... Já, já, isso, já, você nem... Vai comer aqui, né, Gota? Sim, vou comer aqui. Ok. Ah, agora fica a gente pergunta. Arroz, né? Arroz ou funge? Funge. Ah. Vamos servir arroz? Não, funge.
Só um prato ou dois pratos? Fuz? Primeiro pode ficar. Olha só. Isso. Tipo assim, se vai ovo, assim você sente. Só quero o ovo, velho. Hã? Só quero o ovo, velho. Já não, agora simples assim. Não vendemos, tem que acompanhar-me com o prato. Boa tarde. O que vamos ajudar? O que vamos servir? Tá, vai passar. O prato é quente. O prato é 500, com ovo é 600. Tá? Tipo, da jeito que servimos aqui. Com ovo, se metemos ela ovo, é 600. Não, só repolho. Ovo, pode debaçar isso, o ovo. Sério, o ovo? Assim... É 600. Ah, 600. Fuz, né, mãe? É quente. Ah, é só 500 mesmo, pai. Sim. Não. De 500 ou de 600? A Nina também comprou. Sim. De 500 ou vai ovo para 600? Ok. Aqui está. Okay. Certo. Agora a graça já não vai ficar repleta. Aqui está o troco. Vem, olha, tem colher. Vamos. Tá aqui. Ah, dar fogo. Okay. Certo. Já? Eu não tenho comida, pai. Yeah, sim, eu vou meter a sala. Já me deixa? Pois, né? Dá levar. Hoje o prato é 500, já, mano? Sim. Se faz quê? Para levar é nessas tigelas. Por... Sim. Só para não trazer mais, né? Já, yeah, essa aqui mesmo é teu. Tá não, deixa aí nessa vez. É fundo, né, Gota? Já. Yeah.
Mete água, mete lá óleo até. E só um pouquinho de água, tipo o mesmo ontem. Agora, com ovo assim, aceito é 500 cota. Agora, com ovo é 600. Para quem prefere, também quer ovo, assim é 500. Agora, para quem quer ovo, metemos lá ovo, é 600. Sim. Tá bem. Isso, mano. É 600 cota. Sim. O mano vai levar? Vou levar. Ah, já. Yeah. Mano, não dá para fechar porque eu acho que está o mesmo cheio. Certo. Ah, agora o garfo está aqui para levar. Certo. Yeah, é melhor levar assim, assim, apertar aqui nos dois lados. Certo. Assim, do jeito que eu peguei. Yeah. É 500 o prato. O mano vai comer aqui? Conta? Ah, ok. Yeah. O mano já pagou? Sim. Fuz, né, mano? Obrigado, obrigado, mano. O coisa, mano, vamos servir o quê? O prato é 500, com ovo é 600, mano. O prato é 500, assim, com ovo é 600. Certo. Quero levar já, sabe? Vem. Tá, tá bem, mano. Isso. Aqui está. O picante. Ah, tá empurrado. Isso está muito atrás. Já. Vamos empurrar. De 500? Aquele vai dar, tem que pegar ela, porque tem que mudar. Tá bom. No pode lixo. Ser mesmo o quê? No mesmo prato. Mas só que as tigelas são essas. Sim. Chega. É fujo ou arroz, mano? Arroz. Arroz, sim. Perdemos muitos pratos, muitas tigelas. Certo, mas não lhe é permitido assim, do jeito que o cota já domina. Tá bem, pai. Só que a parte assim não vai dar. Mano, é assim. Podemos tapar de um couro. Podemos tapar de um jeito, mas levar a parte. Com essa metadinha assim. Sim. Se aumentar mais uma metade. Ah, não, é mesmo assim. É, não é possível, mano. Sim. Vamos contar. É só apertar bem dos dois lados, assim. Apertar bem dos dois lados. Assim. É certo, certo. Certo. Yeah.
Mano, desculpa. Tá aqui? Desculpa, mano. Yeah, desculpa, mano. Muito obrigado. Sim, sim. Ngon này. Bữa nay nào ngon lắm các bạn ơi. Temos também sumo de cana aí bem fresco. Não tem como, meu irmão. Ah, bom. O que é que podemos servir para conta? Fus, né? Yeah. Com ovo é 600, sem ovo é 500, conta. Com ovo é 600, sem ovos é 500. Yeah, ok. Bom apetite, temos picante aí. Coco? Ah! Ah, o sumo é 150, estamos a servir aqui nesses copos. 150. Fresco, congelo, 150. Ai, o Ben tá um cửa hàng rảnh khác nhá mọi người. Đấy, thì hai anh em tiếp tục tranh thủ cáo mía nhá mọi người, tại vì có khách mua mía, nước mía rất là nhiều. Đấy, thì mía có nè, 100 quan này, một cái mía này, và đến 50 quan này này, đến 100 quan đấy nhá mọi người. Đấy, một cái mía sẽ được 3 cốc nhá cả nhà. Đấy. Thì ok, tay thủ hai anh em tay thủ cáo mía. Đấy, cũng em Pinu hot đồ cho lên đời nha mọi người. Cáo mía nha mọi người. Đấy. Ok, Lindo sẽ dồn nha mọi người. Ai ăn hết là Lindo sẽ dồn nha mọi người. Đấy, còn Pino tiếp tục cáo mía và vừa dồn cả bát nha mọi người. Lau cả bát nhá. Đấy, có Lindo có đặt comment của các bạn ấy. Tại sao các bạn comment, tại sao Lindo không mở cửa hai cửa ấy? Mình không mở cửa nha mọi người. Bên này giờ mưa kho này, cho nên là mưa kho và bụi lắm, gió to lắm các bạn ạ. À. Bụi lắm rất là nhiều, cho nên là mình không mở được hai cửa sau này nha mọi người.
Ok. Đấy. À, cái gì nhỉ? Cơm của nửa nuôi. Nửa nuôi nha mọi người. Đấy, thịt là cũng có một nửa. Đâu cũng đấy. Và phơi đấy. Ok nha mọi người. Đấy. Hai vợ chồng tranh thủ bán cho khách nha mọi người. Đấy, thịt này, đấy. Thịt có từng đi thôi. Có từng đi thôi. Và đâu, gần hết rồi. Đấy. Đấy, phui. Đấy. Và cơm cũng có một nồi nha mọi người, một nồi. Bắp cay và bắp cay cũng có một nồi. Nửa nồi nha mọi người. Đấy, cả trứng. Thì hai vợ chồng tiếp tục bán hàng nha mọi người. Ủa mất không sẽ biết cơ. Bước vào thôi. À, tạm biệt, tạm biệt. Sí. Desculpa. Sí. Yes. Muito obrigado. Muito obrigado. Thì ok, thì bây giờ là để cho hai vợ chồng tiếp tục bán hàng nha mọi người. Ok, xin phép cả nhà. Chắc là video này kết thúc xin dừng tại đây. Mời ngay theo video này hãy thay ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo về lo cuộc sống châu Phi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn. Ya, então assim vamos ver onde o meu som. Sim. Pode servir, marido vai levar. Vai repolho? Vai repolho? Que? Ah, certo. Deixa eu levar. Ok. Isso, aqui está. Sim, sim.